Vẻ đẹp quyến rũ của năm người mẫu, hoa hậu khiến các quan chức Việt siêu lòng. Quý vị thân mến, khi nhắc đến hoa hậu hay người mẫu, ta thường hình dung những mỹ nhân rực rỡ, kiêu sa bước xuống từ những chiếc siêu xe bóng loáng, sánh vai cùng các đại gia giàu có. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những bóng hồng ấy sánh bước bên các lãnh đạo quyền lực trong bộ máy nhà nước? Điều này không còn là viễn cảnh xa xôi mà đã trở thành hiện thực, gây xôn xao dư luận. Chẳng hạn, ông Trần Tuấn Anh, nguyên trưởng Ban Kinh tế Trung ương, từng gây chú ý mạnh mẽ khi kết hôn với một người mẫu được tôn vinh là người đàn bà đẹp nhất Việt Nam, một tuyệt sắc giai nhân, khiến bao người ngưỡng mộ. Tương tự, ông Huỳnh Quang Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng khiến công chúng bất ngờ khi không ngần ngại tiến tới hôn nhân với một hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới, người đẹp hơn ông tận 17 tuổi. Những cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện tình cảm đơn thuần, mà còn là sự kết hợp giữa quyền lực và sắc đẹp, tạo nên những câu chuyện đầy sức hút trong giới truyền thông và công chúng. Liệu những mối quan hệ này có chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hay còn ẩn chứa những điều sâu xa hơn? Dẫu thế nào, đây vẫn là những câu chuyện gây ấn tượng mạnh, làm dậy sóng không chỉ vì sự chênh lệch về tuổi tác, mà còn bởi sự hòa quyện giữa hai thế giới tưởng như cách biệt hoàn toàn. Vậy còn những vị lãnh đạo nổi tiếng nào nữa có câu chuyện hôn nhân đáng chú ý? Chắc hẳn quý vị đang rất tò mò đúng không? Hãy cùng chương trình khám phá những bí mật thú vị này trong video ngày hôm nay. 1. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Mới đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế tại Đại học Altivaisella Italia năm 2005. Từ năm 1999 đến nay, ông Nguyễn Hoàng Long đã công tác trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia, Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao. Tháng 6 năm 2024, ông được giao đảm nhiệm chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương sẽ có 3 thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hoàng Long. Vợ là Khôi Phụ nữ Việt Nam Qua Ảnh không chỉ được biết đến với vai trò là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Hoàng Long còn thu hút sự chú ý khi trở thành chồng của Hoa Khôi Vũ Hương Giang, một người đẹp nổi tiếng, sinh năm 1995 tại Hải Phòng. Hương Giang từng làm say lòng công chúng khi đạt giải nhất cuộc thi Hoa Khôi Phụ nữ Việt Nam Qua Ảnh năm 2017, ghi dấu ấn với vẻ đẹp dạng người và trí tuệ. Tuy nhiên, cô không mặn mà với showbiz và chọn lối đi riêng. Tháng 10 năm 2021, cô kết hôn với cán bộ ngoại giao Nguyễn Hoàng Long. Lúc đó, ông Long đang làm việc tại Anh. Sau khi kết hôn, Hương Giang đã khép lại sự nghiệp riêng để theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Năm 2021, họ đã có con trai đầu lòng tên là Nguyễn Hoàng Quốc Anh. Chồng của Hương Giang rất vui mừng khi con trai chọn ngày tựu trường để chào đời. Anh tin rằng đó là cột mốc ý nghĩa, báo trước tương lai tươi sáng và giàu tri thức cho bé. Tại thời điểm đó, Hương Giang chia sẻ rằng cô nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh. Điều này khiến cô cảm thấy tự tin hơn trong lần đầu tiên sinh con ra nhà. Với Hương Giang, cuộc sống bên cạnh chồng và con tại xứ sở sương mù không chỉ là sự lựa chọn của tình yêu, mà còn là hành trình khám phá và phát triển bản thân, từng bước xây dựng một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Ông Huỳnh Quang Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 tại Quảng Ngãi. Ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015. Sau 3 năm, vào tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thay ông Trần Văn Hiếu. Đến tháng 6 năm 2019, ông Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ngày 26 tháng 7 năm 2019. Tại Bộ Tài chính, ông Huỳnh Quang Hải được phân công chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính bảo hiểm, quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính. Nội ngành công tác xuất bản và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Vợ xinh đẹp tài giỏi, lại có tấm lòng thiện lương. Ngoài được nhiều người trên cả nước biết đến khi làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Hải từng gây chú ý với dư luận khi kết hôn với nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh, kém ông 17 tuổi vào cuối năm 2018. Ca sĩ Đinh Hiền Anh, sinh năm 1978, quê Nghệ An, từng là sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục theo học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2003, cô tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai tại khu vực tỉnh Nghệ An và đoạt giải nhì. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, Đinh Hiền Anh bắt đầu con đường ca hát biểu diễn tại nhiều phòng trà lớn nhỏ khắp nơi tại Hà Nội. Thời điểm đó, Đinh Hiền Anh được nhiều người yêu mến, gọi với danh xưng nữ hoàng phòng trà. Sau đó, cô lấy chồng, con đường ca hát cũng tạm dừng để dành thời gian cho gia đình. Thời điểm này cũng là lúc cô tập trung cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cô và chồng đã ly hôn sau khi có hai cô con gái. Sau thành công ở vai trò doanh nhân, Đinh Hiền Anh tiếp tục có cơ hội tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quý bà Thế giới năm 2017, B. Nữ hoàng Kim cương 2017 và đã vinh dự đoạt ngôi vị cao nhất tại hai cuộc thi này. Chính thời điểm này, cũng như danh hiệu vừa đạt được, đã là động lực giúp Đinh Hiền Anh mong muốn quay trở lại với nghệ thuật. Nhiều năm sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng thứ hai, là nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Đám cưới hai người diễn ra vào tháng 11 năm 2018 và dường như cái tên Đinh Hiền Anh được khán giả biết đến nhiều hơn. Cuộc sống riêng của cô vì thế cũng được quan tâm đặc biệt. Cô thừa nhận có thời điểm những lời đàm tiếu của dư luận về cuộc hôn nhân này làm cô mất bình tĩnh. Thế nhưng khi cân bằng trở lại, cô không còn bận tâm nữa. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, ca sĩ Đinh Hiền Anh cho hay: "Trong 5 năm yêu nhau, hành động của anh khiến tôi nhớ nhất là sự chia sẻ và luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Tính chất công việc của tôi khá bận rộn, hay phải đi sớm về khuya để diễn và quay. Bản thân anh cũng bận trăm công nghìn việc, nhưng dù có phải đi tới 2 đến 3 giờ sáng, anh vẫn luôn ở bên tôi để động viên tinh thần. Thậm chí, 5 giờ sáng anh đã phải đi làm, công tác hay họp hành, nhưng vẫn thức muộn chờ tôi về để chia sẻ. Với anh, thời gian, không gian hay sức khỏe đều không bằng sự chia sẻ, động viên, nên anh dành tất cả cho tôi. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất, và cũng là điểm mấu chốt giúp tôi và anh hạnh phúc đến bây giờ. Mỗi khi đi cùng nhau, ông Hải không ngần ngại xách túi cho vợ ở những nơi công cộng." Nhiều khán giả ghen tị với Đinh Hiền Anh vì cho rằng người đàn ông phải rất yêu vợ mới có thể xách túi cho cô ấy như vậy, bởi không ít người ngại làm hành động này. Một cử chỉ lãng mạn khác từ ông Quang Hải dành cho vợ yêu của mình là luôn nắm tay cô mọi lúc mọi nơi. Nữ hoàng phòng trà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chồng nắm tay mình đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết chồng cũng rất thích vuốt tóc cô, thường xuyên chụp ảnh tự sướng. Bản thân Đinh Hiền Anh cũng tiết lộ chồng rất hiểu cô và công việc của cô. Anh là người chân chất, giản dị, thanh thật. Em muốn nói lời cảm ơn anh, người đã bên em suốt quãng thời gian đáng nhớ đã ở bên, nắm tay, lau khô những giọt đớt mắt của quãng hành trình bể dâu đã qua. Từ hôm nay chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, với tâm thế bình yên nhẹ nhàng anh nhé. Đinh Hiền Anh nhắn nhủ đầy ngọt ngào đến chồng. Nữ ca sĩ thẳng thắn khẳng định mình quyết định kết hôn với chồng vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ trái tim, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. Ngoài là người vợ bé nhỏ ở nhà được chồng cưng chiều, thì ngoài xã hội ca sĩ Đinh Hiền Anh, ngược lại, cô là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn
và được lòng mọi người khi chăm chỉ làm từ thiện. Và dịp dịch COVID-19 bùng phát, cô đã mua hàng nghìn chiếc khẩu trang cùng nước rửa tay gửi về thời cho dân nghèo tại Nghệ An. Mỗi đợt tặng khẩu trang, cô chuẩn bị từ 1.000 chiếc trở lên mà vẫn cảm thấy không đủ. Ngoài ra, cô còn tặng khoảng 10 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn về kinh tế để hỗ trợ họ trong khoảng thời gian không có thu nhập vì dịch COVID. Khi hạn mặn xảy ra tại các tỉnh miền Tây, nữ ca sĩ cũng đứng ngồi không yên bởi cuộc sống của người nông dân bị ảnh hưởng nặng nề. Có lần cô cùng một số người bạn đã đến Bến Tre để trao 81 bồn chứa nước và 3 tấn gạo cho dân nghèo. Cô mong rằng với những chiếc bồn chứa nước, người dân có thể tích chứa nước ngọt cho sinh hoạt hàng ngày. Theo tiết lộ của Đinh Hiền Anh, tổng số tiền cô bỏ ra suốt gần 2 tháng từ thiện đã lên tới gần 1 tỷ đồng. Phần lớn là cô tự bỏ tiền túi của mình, được tích lũy từ cát xê đi hát và nguồn thu từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, bạn bè và một số doanh nghiệp, tổ chức cũng quyên góp đồng hành với cô trong hoạt động thiện nguyện. Đinh Hiền Anh quan niệm, cổ cho không bằng cách cho, nhiều hay ít, không quan trọng. Quan trọng là đúng thời điểm và tấm lòng chân thành. Tôi nhớ những giọt nước mắt cảm động, nụ cười ân tình hay cái bắt tay hàm ơn của người dân trong mỗi chuyến đi, điều đó làm tôi hạnh phúc. 2. Ông Trần Tuấn Anh, Nguyên trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao, Huế xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12-13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông có 6 năm làm Thứ trưởng Công Thương, kiêm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Ông giữ chức Bộ trưởng Công Thương trong 5 năm, từ tháng 4 năm 2016. Tháng 2 năm 2021, ông Trần Tuấn Anh được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2004, ông Trần Tuấn Anh được Ban Chấp hành Trung ương cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, theo nguyện vọng cá nhân. Vợ được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất Việt Nam. Câu chuyện về Thủy Hương, người phụ nữ được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất Việt Nam, không chỉ đơn giản là một hành trình của nhan sắc, mà còn là cuộc đời đầy biến động, thăng trầm và sự kiên cường phi thường. Sinh năm 1964, Thủy Hương đã khiến biết bao trái tim phải xao xuyến với gương mặt đậm chất Á Đông, thành tú đến từng đường nét. Bà từng là nàng thơ của nhiều họa sĩ danh tiếng như Thành Chương, Hà Hồng Cẩm và những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Hải. Những tác phẩm nghệ thuật mang hình ảnh Thủy Hương luôn được đánh giá cao và dường như mỗi lần xuất hiện, bà đều làm say lòng mọi người xung quanh. Nhưng trước khi trở thành biểu tượng của sắc đẹp Việt, Thủy Hương từng là một cô giáo dạy văn tài năng ở trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Là một người phụ nữ an phận, bà từng mơ về một cuộc sống gia đình ổn định với công việc giảng dạy. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý nguyện. Biến cố xảy ra khi bà bị giảm biên chế và mất việc, khiến Thủy Hương phải tạm gác lại mơ ước, tập trung vào việc mưu sinh, phụ giúp gia đình chồng ở một tiệm cơm phở tại thị xã Tuyên Quang. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, mặc dù hai người đã có con chung. Đó là một thời điểm đầy khó khăn, nhưng cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thủy Hương. Bà quyết định nam tiến, mang theo con gái nhỏ còn con trai lớn để lại với bố. Với công việc mới tại nhà hát Hòa Bình, Thủy Hương dần dần khẳng định lại bản thân từ một cô giáo trở thành người mẫu nổi tiếng với cái tên Thủy Hương luôn được nhắc đến trong làng thời trang. Đến năm 2012, thông tin về việc người đàn bà không tuổi sẽ kết hôn với ông Trần Tuấn Anh, Nguyên trưởng Ban Kinh tế Trung ương lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhưng Thủy Hương với sự kiến đáo của mình chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ở tuổi tôi, nếu có kết hôn cũng chỉ là rổ giá cặp lại với nhau. Những lời chia sẻ của bà đã khiến công chúng vừa tò mò vừa cảm thông. Bởi sau những gì đã trải qua, Thủy Hương hiểu rõ giá trị của hạnh phúc và nỗi đau trong cuộc sống hôn nhân. Năm 2017, bà bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện. Điệu trên lưng một bé trai, đứa con được cho là của bà và ông Trần Tuấn Anh. Ở tuổi 53, Thủy Hương lại một lần nữa trở thành người mẹ. Nhan sắc của bà vẫn khiến biết bao người phải ngỡ ngàng thán phục.
Thùy Hương từng chia sẻ với bí quyết giữ gìn thanh xuân. Ngày con bé, tôi hay bắt chước bà, xoa hai bên bàn tay vào nhau để làm nóng khuôn mặt mình trước khi đi ngủ. Lúc ấy nghĩ rằng, mình làm thế thì sẽ xinh đẹp. Phụ nữ ở 50 không nên buồn vì những nếp nhăn, mà hãy quên đi tuổi tác, yêu bản thân thật nhiều. Sức thu hút thực sự tỏa ra từ chính sự sâu lắng trong tâm hồn qua thời gian. Cuộc đời Thùy Hương, với những biến cố và những khoảnh khắc hạnh phúc, vẫn là một bí ẩn đẹp đẽ trong lòng công chúng. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, nhan sắc của bà vẫn mãi trường tồn, như một biểu tượng vĩnh cửu của vẻ đẹp và sự kiên cường. Ông Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Chiết sinh ngày 22 tháng 10 năm 1988 tại phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cần Thơ, hiện là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình có bề dày truyền thống cách mạng. Ông là con trai út của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Trần Thanh Kiệm. Anh trai ông là Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, hiện giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chị gái là Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt. Ông Nguyễn Minh Chiết từng sang Anh Quốc từ năm 2004 và học A-Level dự bị đại học ở St. Michael College. Năm 2006, anh bắt đầu học tập tại Đại học Queen Mary London, Anh Quốc cho tới 2009 với chuyên ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy. Ông nhận được bằng thạc sĩ với đề tài kỹ thuật động cơ siêu thanh và đã có 6 tháng thực tập tại công ty danh tiếng Rolls-Royce. Năm 2012, ông Nguyễn Minh Chiết trở về Việt Nam công tác, đồng thời tiếp tục học tiến sĩ chuyên ngành cơ kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017, ông Nguyễn Minh Chiết bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu dưới sự hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đồng Anh và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Thắng. Vợ là Á hậu với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Ngoài việc xuất thân trong một gia đình danh giá, cuộc sống cá nhân của ông Nguyễn Minh Chiết cũng thu hút sự chú ý khi ông kết hôn với Á hậu Đồng Thanh Vi, Kha, người đẹp đã đạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2013 tại Thái Lan. Sinh năm 1993 và lớn lên tại Tây Ninh, Đồng Thanh Vi không chỉ nổi bật với chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng ấn tượng 83, 61, 89, mà còn được biết đến với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Cô thuê học ngành kế toán tại Cao đẳng Kế toán Hà Nội. Và mặc dù đã giành được danh hiệu cao quý, Thanh Vi vẫn chọn lối sống kín đáo, ít tham gia vào các hoạt động giải trí. Cuộc sống của họ đã trở thành đề tài bàn tán khi vào năm 2016, bức ảnh ông Nguyễn Minh Chiết khi còn là bí thư tỉnh đoàn Bình Định đứng cạnh Đồng Thanh Vi duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai đều tỏa ra sự rạng rỡ và hạnh phúc trong bức ảnh, làm dấy lên sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau khi kết hôn, Đồng Thanh Vi gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung vào vai trò làm vợ và xây dựng gia đình. 3. Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng, từng làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, vì ông là bí thư thành ủy trẻ nhất cả nước. Năm 1999, sau khi du học ở Canada về, ông Xuân Anh làm phóng viên, phó trưởng ban, rồi trưởng ban quốc tế báo Thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 8 năm công tác ở báo Thanh niên, năm 2006, ông Nguyễn Xuân Anh về làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng khi mới 30 tuổi. Gần 2 năm sau, ông được bầu làm phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Năm 2009, sau 4 tháng làm phó bí thư, ông giữ chức bí thư quận Liên Chiểu cho đến tháng 6 năm 2011. Từ ngày 20 tháng 6 năm 2011, ông được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khi mới tròn 35 tuổi. Thời điểm đó, ông cũng là người trẻ nhất giữ chức vụ quan trọng này tại Đà Nẵng. Khi 38 tuổi, ông Anh được Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thống nhất giới thiệu bầu vào chức danh Phó Bí thư thành phố Đà Nẵng, sau đó là Bí thư thành ủy. Tuy nhiên, do những sai phạm, ông được bị cắt
tất cả các chức vụ trong đảng. Vợ là nàng hậu, lọ lem ngoài đời thực. Vào đầu năm 2014, ông Nguyễn Xuân Anh thu hút sự chú ý lớn khi trở thành tân phó bí thư Đà Nẵng ở tuổi 38. Ông càng hot hơn khi mọi người biết tới thông tin vợ từng là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Vợ của ông là Bùi Thị Diễm, một cô gái sinh ra giữa vùng quê Yên Bình, Cần Thơ, nơi ngôi nhà nhỏ của cô nằm bên dòng sông Cái Răng. Bé mát rượi bóng dừa, năm 2004, cô gái chân phương này đã chinh phục mọi ánh nhìn và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Người thợ trang điểm từng đồng hành cùng Diễm trong cuộc thi không thể quên khoảnh khắc khi ông phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cô. Năm 2003, trước kỳ thi duyên dáng đồng bằng, khi phát hiện Diễm có khuôn mặt và dáng vóc đẹp, chúng tôi liền tìm đến nhà cô ấy. Phải năn nỉ mãi chị Tư mẹ Diễm mới đồng ý cho cô đi thi vì chị sợ điều đó ảnh hưởng đến chuyện học hành của con gái, lại lo việc mặc đồ tắm có thể trở thành trò cười cho người khác khi Diễm bước lên sân khấu vòng chung kết trong tà áo dài rực rỡ. Cả gia đình bà Tư mới xôn xao, tự hào rằng con gái mình đẹp thật. Sau khi đăng quang, Bùi Thị Diễm quyết định rời quê hương để lên Sài Gòn lập nghiệp. Cô vừa học ngoại ngữ, vừa tham gia sản diễn thời trang và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu đắt giá nhất thời điểm đó. Ánh đèn sân khấu không chỉ tôn lên vẻ đẹp của Diễm mà còn dẫn lối cô đến với vai nữ chính trong bộ phim Gió Thiên Đường của đạo diễn Lâm Lê Dũng. Dù yêu nghệ thuật và có định hướng gắn bó lâu dài, nhưng sau bộ phim, cô gái đến từ đồng bằng sông Cửu Long đột nhiên biến mất khỏi làng giải trí, không còn xuất hiện trên sàn catwalk, cũng không tham gia các sự kiện. Diễm dường như lặn mất tâm trước sự tò mò của truyền thông, chỉ đến khi tin tức về đám cưới của cô vào ngày 29 tháng 3 năm 2008 với chú rể Nguyễn Xuân Anh lan ra, mọi người mới hiểu lý do cho sự im lặng đó. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Bùi Thị Diễm lui về chăm lo cho tổ ấm. Những ngày đầu năm 2009, cô đón nhận nhiều vui lớn khi lên trước mẹ, sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Trước đây, khi còn hoạt động nghệ thuật, Bùi Thị Diễm từng chia sẻ quan điểm về sắc đẹp và tri thức. Thời buổi bây giờ, mà suốt ngày chỉ quan tâm đến sắc đẹp thì chỉ có nước ngồi nhà chơi. Tôi nghĩ phụ nữ thế kỷ 21 quan trọng vẫn là tập trung cho cái đầu. Chăm lo nhan sắc là cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Cho đến nay, tôi chưa giúp được điều gì to lớn cho xã hội hay gia đình, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Trong dòng chảy của lịch sử, ta thường thấy các vị lãnh đạo Việt Nam phải đối mặt với vô vàn khó khăn trên chiến trường và trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau họ luôn có một gia đình trọn vẹn và những người vợ âm thầm là hậu phương vững chắc. Điều này cũng gợi lên suy nghĩ về hạnh phúc trong hôn nhân. Ngày nay, nhiều người cho rằng hạnh phúc trong hôn nhân được đánh giá qua tiền bạc, trình độ học vấn hay địa vị xã hội. Nhưng người xưa có câu, một sợi nhân duyên xuyên suốt ngàn dặm. Nam nữ đến với nhau là do duyên số. Loại duyên phận này bắt nguồn từ ân oán của hai người trong kiếp trước mới có chuyện nắm tay nhau trong cuộc đời này. Bất kể là ân hay oán của kiếp trước, chỉ cần đời này chúng ta thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, đối xử tốt với nhau thì hôn nhân mới là hạnh phúc ngọt ngào. Quý vị có chia sẻ gì về nội dung video ngày hôm nay không? Hãy để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!